Kyiv thương vong vượt ngưỡng chịu đựng. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đầu tuần này chúng ta nhận được khá nhiều tin tức hấp dẫn đến từ chiến trường. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chuỗi thất bại chưa dứt, Kyiv liên tiếp nhận tin xấu. Trong 2 ngày cuối tuần thì Nga đã tích cực tiến lên tại nhiều hướng. Theo hướng gần Bakhmut, giao tranh trên đường phố vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Chasovya. Người Nga đánh chiếm hết tòa nhà này đến tòa nhà khác theo hướng kênh đào Sevesky Danes, Donbass. Theo hướng Dnies, ở thành phố Krasnogorivka, Nga đang đột phá sâu hơn dọc theo đại lộ trung tâm và khu vực xung quanh. Trên hướng Adipka thì tần suất ném bom của quân Nga tương đương với thời điểm đang tấn công vào Adipka hồi đầu năm. Bên cạnh đó, tất cả các loại vũ khí như đạn pháo phản lực, súng cối và pháo hạng nặng đều đang khai hỏa dồn dập. Trong 24 giờ qua, tại mặt trận này, Nga đã chính thức kiểm soát thêm được 2 ngôi làng. Đầu tiên, kênh Deep State xác nhận là Kyiv đã để mất Umansky vào ngày hôm qua. Ngôi làng này là điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine trên hướng Selidovo và Pokrov ở vùng Donbass. Đến sáng hôm nay, Deep State tiếp tục đưa tin làng Netailovo nằm trong cùng khu vực đã bị rơi vào tay người Nga. Và ở phía đông bắc của Ocheretino thì Ukraine cũng đã mất quyền kiểm soát làng Ankangel-Khoi. Theo hướng Kupyansk ở Kharkov, Nga cũng đã giành được quyền kiểm soát làng Ivanovka và buộc đối phương phải rút lui về Stepneya Novoselovka để chuẩn bị phòng thủ. Nhìn chung, trên mặt trận Kupyansk thì quân Nga đã hoạt động tích cực trong những ngày gần đây. Hôm qua thì Nga đã tuyên bố là chiếm thêm được Perestove và đang tiếp cận Stemankovka, mặc dù kênh Deep State vẫn chưa thừa nhận. Việc quân Nga có thể giành được nhiều chiến thắng liên tiếp là do phía Ukraine buộc phải rút một số lực lượng dự bị khỏi các hướng này và chuyển chúng đến Kharkov. Ngoài ra, nhiều lữ đoàn của Kyiv cũng đã mất đi nhuệ khí, rời bỏ vị trí chiến đấu để mặc cho quân Nga tiếp tục đột phá mà không gặp phải trở ngại. Điều đáng chú ý là trong đêm và rạng sáng ngày 26 tháng 5, Nga đã dồn dập oanh kích Kharkov với làn sóng tấn công bằng bom FAB-500 nhằm vào các tòa nhà quân sự và công trình của Ukraine với độ chính xác cao. Trong đó có một quả bom dẫn đường đã tấn công đại siêu thị Epic Center ở Statovka. Thiệt hại tại đại siêu thị này là rất lớn khi mà họ phải mất tới 16 giờ mới có thể dập tắt hoàn toàn được đám cháy. Kyiv cáo buộc Moscow tấn công cơ sở dân sự này vào thời điểm có nhiều người đang đi mua sắm. Trong khi đó, quân đội Nga không đưa ra bình luận chính thức về cuộc tấn công. Nhưng các kênh bình luận của Nga thì cho rằng tình báo của họ đã định vị được điểm đóng quân của Ukraine tại đây, cũng như phát hiện Kyiv cất giữ nhiều đạn dược trong đại siêu thị này. Ngoài ra còn có nguồn thông tin rằng Nga đã phá hủy tổ hợp pháo phản lực Vampire và xe tăng T-72, cũng như xe tải của đối phương. Tấn công sân bay triển khai F-16, thương vong Ukraine vượt ngưỡng chịu đựng. Ngoài khu vực Kharkov thì lực lượng hàng không vũ trụ Nga cũng đã tiến hành một số cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào miền trung Ukraine. Các vụ tấn công đã được ghi nhận ở Khmelnytsky và Starokonstantinov. Nơi đây có một sân bay quân sự mà Kyiv dự định sẽ triển khai tiêm kích F-16 do NATO viện trợ. Cuộc tấn công tên lửa này cho thấy rằng có khả năng là F-16 đã xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Phía Ukraine đã công bố sơ đồ đường bay của 12 tên lửa hành trình KH-101, 31 máy bay không người lái Shahid và tên lửa đạn đạo. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Metachak cho biết rằng tất cả các UAV Shahid và tên lửa KH-101 đều đã bị bắn hạ, trong khi 2 tên lửa siêu âm Kinzhal đã đánh trúng mục tiêu ở Starokonstantinov trong đêm. Nhìn chung, trong tuần qua thì quân đội Nga đã giáng những đòn nặng nề ở cả hậu phương và tiền tuyến Ukraine, đặc biệt trên hướng Kharkov. Moscow tiếp tục gây áp lực lên đối phương bất chấp nỗ lực phản công của Kyiv ở khu vực Volchansk. Các đơn vị đồn trú và quân tiếp viện của Ukraine được điều đến khu vực này đã bị chịu thiệt hại nặng nề. Nga cũng đã tấn công vào trận địa pháo phản lực của Ukraine, nơi Kyiv đang pháo kích tấn công vùng Belgorod. Cũng trong tuần qua, thì Tổng thống Zelensky đã liều lĩnh sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bất chấp chính quyền ông Biden vẫn chưa chính thức bật đèn xanh cho phép điều đó xảy ra. Và ít nhiều, nó cũng đã gây tổn hại cho phía Nga. Lý giải cho những hành động khiêu khích liều lĩnh này của Tổng thống Zelensky thì có thể là vì quân đội Ukraine tiếp tục hứng chịu những tổn thất thảm khốc trên mặt trận. Dưới đây là 2 ví dụ minh chứng cho điều đó đã được chính các kênh quân sự Ukraine thừa nhận. Chỉ riêng lữ đoàn 79 báo cáo là có 20 binh sĩ chết mỗi ngày và 35 người khác bị thương. Lữ đoàn 59 gọi chi viện một cách tuyệt vọng khi báo cáo tổn thất từ 2 đến 30 binh sĩ mỗi ngày. Hiện tại, Ukraine được cho là có tới hơn 100 lữ đoàn trải đều khắp chiến tuyến. Giả sử tất cả 100 lữ đoàn này đều phải chịu tỷ lệ thương vong tương tự, tức là từ 20 đến 40 binh sĩ mỗi ngày, thì trung bình tất cả các lữ đoàn đó sẽ tổn thất 3.000 binh sĩ mỗi ngày. Nếu như 1/3 trong số đó là thiệt mạng, thì có nghĩa là phía Ukraine sẽ mất 1.000 người mỗi ngày trên khắp mặt trận, tương đương là 30.000 binh sĩ qua đời mỗi tháng. Con số này là trùng khớp với những gì mà phía Nga đã công bố. Trong khi đó, Kiev chỉ có thể huy động được khoảng 4.000 đến 6.000 nam giới mỗi tháng. Kênh Legistimi của Ukraine cho biết tổn thất của họ chỉ riêng ở mặt trận phía Bắc Kharkov đã là 300 binh sĩ mỗi ngày. Tờ Forbes vào hôm 21 tháng 5 đã ghi nhận về tổn thất của Kiev một cách mơ hồ, nhưng cũng đã lột tả được phần nào tình trạng bi thảm của quân đội Ukraine như sau. Vấn đề vô cùng nhức nhối đến từ lữ đoàn 153 của lực lượng Ukraine. Ban đầu nó được cơ giới hóa, nhưng sau lại được tái tổ chức thành lữ đoàn bộ binh. Lực lượng Ukraine thì cần thiết bị vận tải là xe tải, chứ không phải là ô tô hay là xe đẩy. Lực lượng Ukraine bao gồm 100 lữ đoàn, đợt huy động sắp tới sẽ bổ sung thêm 10% nhân sự cho họ. Tuy nhiên, trang bị trong quân đội càng ngày càng suy giảm. Ngay cả vào mùa hè năm 2023, các lữ đoàn tinh nhuệ và máu lửa nhất như là lữ đoàn 47 cũng cảm thấy thiếu trang bị trầm trọng và có tới 1/3 số lượng phương tiện bánh lốp bị hư hại. Lực lượng Ukraine trong thời điểm hiện tại đang ở thế phòng thủ, cho nên việc thiếu phương tiện bánh lốp cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng nếu như trong thế tấn công, thì sự vắng mặt của các phương tiện này sẽ là một thảm họa. Như vậy thì có thể thấy rằng những lữ đoàn mà tờ Forbes nhắc tới thậm chí còn không tham chiến ở những vùng chiến sự nóng bỏng nhất. Vị trí mà lữ đoàn 79 đang hoạt động là ở mặt trận Parakoskvevka và lữ đoàn 59 đang chiến đấu ở vùng Krasnogorivka. Trong khi đó, các lữ đoàn đang chiến đấu ở mặt trận Kharkov, Chasovya, Ocheretino hay trên khu vực sông Dnieper mới đang phải chịu thương vong nặng nề hơn nhiều bởi vì các cuộc giao tranh ở đó càng ngày càng khốc liệt. Bất chấp mức độ nghiêm trọng và nguy hiểm của những hành động khiêu khích liên tục của Kiev nhắm vào Crimea hay sâu trong lãnh thổ Nga, Moscow vẫn có khả năng gây ra một tình huống thảm khốc cho Ukraine trong ngắn hạn và trung hạn với việc mở ra các mặt trận mới. Tờ New York Times vào ngày hôm qua 26 tháng 5 nói rằng mục tiêu mới có thể là khu vực Sumy, cách Kharkov 60 dặm về phía Tây Bắc. Mặc dù tổn thất nặng nề về nhân sự và gặp phải sự thiếu hụt về vũ khí, trang thiết bị, nhưng mà Ukraine vẫn tiến hành phòng thủ, không ngừng huy động dân chúng, nhưng mà cũng không thể giúp Kiev đảo ngược được tình thế. Cách duy nhất để chính quyền Tổng thống Zelensky tạo ra được lợi thế chính là tấn công bất đối xứng vào hậu phương của Nga. Leo thang nguy hiểm, Kiev tấn công trạm radar cảnh báo, Nga trả đũa bất cân xứng như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi thẳng vào diễn biến cấp bách nhất lúc này. Đó là càng ngày càng xuất hiện nhiều câu chuyện nguy hiểm xung quanh chủ đề cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ và NATO để tấn công lên đất Nga. Chủ đề này đột nhiên trở thành trọng tâm phối hợp hàng đầu của thế lực nhà nước ngầm, hay còn gọi là nhóm tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu, với việc Tổng thống Zelensky, Tổng thư ký NATO và các nghị sĩ phe hiếu chiến của Mỹ đang đồng lòng để tạo ra một khối áp lực nghiêm trọng lên chính quyền của ông Joe Biden. Chiến dịch gây áp lực được phối hợp chặt chẽ như vậy không bao giờ là tự phát, mà luôn là một phần của sự thay đổi chiến lược được thế lực ngầm tính toán kỹ lưỡng nhằm xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo một hướng mới. Lý do rất rõ ràng, đó là Ukraine đang ở ngã ba đường và có nguy cơ sụp đổ bởi tình hình chính trị đã chạm đáy, quyền lực và tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky thì bị suy giảm, tinh thần và sức chiến đấu của quân đội giảm xuống đến mức kiệt quệ và vấn đề huy động thì rất tệ hại. Và trên hết, Nga dường như đang trên đà mở ra một mặt trận mới ở Kherson, Zaporozhye và Sumy. Nó có thể đẩy Ukraine đến bờ vực sụp đổ bằng cách kéo giãn lực lượng đối phương, tiếp tục phá vỡ bộ máy quân sự của Ukraine và làm cạn kiệt các nguồn lực mà NATO bổ sung để Kiev có thể kéo dài xung đột. Do đó, có khá nhiều dấu hiệu đáng ngại cho thấy kế hoạch bí mật của những thế lực ngầm buộc Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo thang mạnh mẽ hơn nhằm tạo cớ đẩy NATO chính thức bước vào cuộc chiến. Thời điểm này nguy hiểm đến mức cựu nghị sĩ Anh Andrew Britgen tuyên bố rằng đây là lý do thực sự khiến cho Thủ tướng Rishi Sunak kêu gọi một cuộc bầu cử sớm. Có nghĩa là ông này không muốn mình trở thành thủ tướng thời chiến của Vương quốc Anh. Bình luận này của cựu nghị sĩ Anh Andrew Britgen xuất hiện ngay sau thông tin tiết lộ rằng lực lượng đặc nhiệm của Anh đã hoạt động trên tiền tuyến ở Ukraine. Hơn nữa, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cùng một loạt các quan chức khác đang nỗ lực để thực hiện kế hoạch của nhóm chủ nghĩa toàn cầu. The Economist vào hôm 24 tháng 5 viết như sau: Tổng thư ký NATO thường không bao giờ công kích các chính sách của các quốc gia thành viên lớn nhất và quan trọng nhất của liên minh. Nhưng mà Jens Stoltenberg, người có nhiệm kỳ 10 năm sắp kết thúc, đã làm điều đó. Ông kêu gọi các đồng minh NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine, chấm dứt lệnh cấm sử dụng chúng để tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Lệnh cấm này được duy trì bởi Tổng thống Biden nhằm kiểm soát những gì Ukraine có thể và không thể tấn công bằng các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp. Trước tình huống phương Tây liên tục leo thang, cũng cần phải nhớ lại vào hồi đầu tháng 5, cựu tướng Nga là Evgeny Buzinsky đã từng tuyên bố như sau: "Tôi không có thông tin chắc chắn về việc Tổng thống Nga và Bộ Chỉ huy Quân sự Nga sẽ hành động như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu như các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS hay là Taurus gây tổn hại cho Nga, thì ít nhất chúng tôi sẽ tấn công vào trung tâm hậu cần trên lãnh thổ Ba Lan ở căn cứ Brest-Litovsk. Trong trường hợp này, việc quyết định phải làm gì sẽ tùy thuộc vào Mỹ, hoặc là họ sẽ tham gia chiến tranh thế giới lần thứ 3 với sự hủy diệt lẫn nhau, hoặc là để cho Ba Lan một mình chiến đấu với Nga." Vị tướng này cũng tin rằng cuộc đối đầu giữa Mỹ và Nga sẽ kết thúc trong thảm họa toàn cầu. Chúng ta có thể nghĩ mọi tuyên bố của phương Tây ủng hộ Kiev tấn công Nga chỉ là trò hù dọa, nhưng mà Điện Kremlin rõ ràng đã đọc được các toan tính của thế lực ngầm. Moscow gần đây tiến hành một loạt các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật chưa từng có. Và có thể nói rằng thông điệp ở đây là rất rõ ràng. Nga đưa ra một phản hồi rằng nếu như mọi thứ tiếp tục leo thang theo hướng nguy hiểm hiện tại, thì họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng những loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp hơn nhiều. Đoạn video về một trong những cuộc tập trận này đã được công bố. Nó cho thấy rằng tên lửa Iskander hạt nhân chiến thuật đã sẵn sàng. Giới chuyên gia phương Tây bắt đầu chú ý đến những khác biệt chưa từng thấy trong biến thể hạt nhân của tên lửa Iskander K và M. Nhưng mà tại sao Nga lại đột nhiên lo lắng về điều này đến như vậy? Trên thực tế thì chính quyền Tổng thống Zelensky đã cố gắng tấn công vào các mục tiêu của Nga trong một thời gian dài nhưng không đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên trong những tuần gần đây, Kiev đang có được những thành công nhất định khi họ tuyên bố đã phá hủy một khẩu đội S-400 ở Dnies và khẩu đội thứ 2 tại Crimea. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn về điều này, nhưng mà chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng Kiev đã sử dụng ATACMS trong các vụ tấn công vào lãnh thổ Nga, bởi vì phạm vi ảnh hưởng của loại vũ khí này lớn hơn nhiều so với HIMARS. Chưa hết, các cuộc tấn công ATACMS vào cảng Sevastopol cũng được cho là đã đánh chìm một con tàu của Nga, cũng như phá hủy một trạm liên lạc tại Crimea. Nhưng sự kiện đáng chú ý nhất chính là việc Kiev đã tấn công gây thiệt hại cho hệ thống radar cảnh báo sớm nguy cơ hạt nhân, vốn được coi là thành phần quan trọng trong chiếc ô hạt nhân của Nga đặt ở Voronezh, thành phố Amavir, thuộc vùng Krasnodar. Hệ thống này đã đi vào hoạt động vào năm 2013, có thể phát hiện ra tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang bay ở cự ly 6.000 km. Nó có thể theo dõi hơn 500 mục tiêu cùng lúc. Hệ thống này được đánh giá là giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Nga ở các hướng Nam và Tây Nam của đất nước. Thượng nghị sĩ Dmitry Rogozin là cựu lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ Nga Roscosmos, cáo buộc cuộc tấn công mới nhất của Ukraine có thể dẫn đến sự sụp đổ toàn cầu của cấu trúc an ninh hạt nhân. Ông ấy nói như sau: "Mỹ chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực đạt được ưu thế hơn chúng tôi trong lĩnh vực chiến lược quân sự. Giờ đây Washington đã phạm tội bằng cách thuê một tên cướp vô trách nhiệm cố gắng phá hoại hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của chúng tôi, vốn là thành phần chính của hệ thống chỉ huy chiến đấu cho các lực lượng hạt nhân chiến lược. Vì vậy, chúng ta không chỉ đứng ở ngưỡng mà còn là ở bờ vực. Ngoài đó, nếu như kẻ thù không ngăn chặn được những hành động như vậy, thì sự sụp đổ không thể đảo ngược về an ninh chiến lược của các cường quốc hạt nhân sẽ bắt đầu." Điều này có khả năng kích hoạt điều 19C trong học thuyết phản ứng hạt nhân của Nga, trong đó nêu rõ rằng Nga có thể thực hiện cuộc tấn công hạt nhân nếu như kẻ thù nhắm vào các địa điểm quan trọng, làm gián đoạn hoặc suy yếu khả năng phản ứng của lực lượng hạt nhân Nga. Nếu như Ukraine tiếp tục được phép sử dụng ATACMS và Storm Shadow trên lãnh thổ Nga, thì rất có thể họ sẽ chọn các mục tiêu cực kỳ nhạy cảm và sẽ tạo ra một ngã rẽ lịch sử. Có thể nói rằng thế lực ngầm đang điều khiển chính quyền Kiev thay mặt NATO tiến hành vô hiệu hóa dần dần bộ ba hạt nhân của Nga. Đây là một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Do đó, về mặt lý thuyết thì Moscow có quyền đáp trả bằng lực lượng hạt nhân của mình. Nhưng mà tại sao chính quyền ông Zelensky lại đột nhiên bắt đầu phô diễn khả năng đánh trúng các mục tiêu nhạy cảm của Nga đến như vậy? Câu trả lời chỉ có thể là Kiev đã dốc hết số tiền còn lại để theo đuổi chiến lược chiến tranh bất đối xứng. Kiev biết rằng không một cuộc tấn công nào trong số này có thể gây thiệt hại thực sự cho quân đội Nga hoặc thay đổi bất kỳ một điều gì trên thực địa. Nhưng mà họ vẫn dốc hết nguồn lực còn lại vào máy bay không người lái và vũ khí tầm xa để làm rung chuyển các mục tiêu trong nước Nga. Điều mà họ muốn chính là Moscow phải đáp trả bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đối với chính quyền Zelensky, họ đã vốn không ngại để cho đất nước của mình bị nhiễm xạ từ các vũ khí uranium nghèo do phương Tây cung cấp. Cho nên, một sự cố hạt nhân chiến thuật của Nga cũng sẽ chẳng đáng kể gì. Nó thậm chí còn giúp cho chính quyền của ông ấy tránh bị sụp đổ, vì sau đó thì Mỹ và NATO sẽ trực tiếp can thiệp. Kyiv tính toán rằng, bất kỳ một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật nào cũng không đem lại nhiều lợi thế trên chiến trường cho Nga, bởi vì lực lượng Ukraine vốn không tập trung và một quả bom hạt nhân chiến thuật sẽ không gây ra thương vong cao về nhân lực cho họ. Nơi mà Kyiv tập trung quân duy nhất là tại khu vực Nga không thể sử dụng vũ khí hạt nhân, đó là các thành phố lớn ở hậu phương. Trong khi ấy thì kênh Raiba cũng viết rằng Nga có thể tiến hành tấn công trả đũa lớn vào địa điểm Kyiv phóng tên lửa vào Nga, cũng như tấn công vào các cơ sở sản xuất UAV. Tuy nhiên, ở Ukraine thì việc lắp ráp UAV cũng phân tán ở nhiều điểm, bao gồm cả dưới lòng đất, và việc Kyiv phóng tên lửa cùng với UAV cũng được thực hiện từ các khu vực khác nhau. Cho nên, trả đũa vào các điểm phóng cũng là không hiệu quả. Thêm nữa, không phải lúc nào cũng cần phải phản ứng giống như là đối thủ. Kênh Raiba cho biết rằng Nga có thể đánh vào một số lĩnh vực công nghiệp hoặc kinh tế để có tác động lớn hơn nữa lên kẻ thù trong trung hạn. Nhưng mà nền kinh tế Ukraine từ lâu vốn đã không còn gì đáng kể và chủ yếu sống sót một cách giả tạo nhờ vào nguồn tiền viện trợ từ bên ngoài. Còn về ngành công nghiệp, họ vốn chỉ tập trung vào lĩnh vực quân sự và cũng sống thoi thóp nhờ vào phương Tây. Do đó, không cần Nga phải tấn công trả đũa bằng hạt nhân chiến thuật thì ngành kinh tế và công nghiệp của Kyiv cũng sẽ sớm sụp đổ. Và vẫn còn một nơi mà vũ khí hạt nhân có thể phát huy tác dụng, đó chính là phá hủy các sân bay của Ukraine. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể tàn phá những khu vực rộng lớn mà hầu như không có một tên lửa thông thường nào có thể phá hủy được. Đồng thời, có thể ngăn cản việc Kyiv sử dụng các sân bay này trong tương lai khi F-16 đã được NATO phê duyệt. Nhưng mà vẫn có những cách tiềm năng khác mà Nga có thể leo thang không cần sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Đó là ngăn chặn các chuyến bay giám sát của Mỹ và đe dọa bắn hạ máy bay không người lái của NATO trên Biển Đen. Đây thực sự là một chiến thuật hiệu quả hơn nhiều, bởi vì NATO không có cơ sở hạ tầng hoặc sự hiện diện ở Biển Đen nào đáng kể để có thể thực hiện các hành động đáp trả. Trên thực tế, Nga đã từng bắn dụng một chiếc UAV trinh sát đắt đỏ của Mỹ mà chính quyền ông Biden cũng không dám phản ứng gì. Cần phải lưu ý là Đức hiện nay vẫn đang kiên quyết phản đối việc cho phép sử dụng tên lửa tầm xa Taurus để tấn công vào lãnh thổ Nga. Hiện thì vẫn chưa rõ ông Biden có cho phép sử dụng ATACMS tấn công vào lãnh thổ Nga hay không. Nhưng vừa có thông tin cho biết rằng Tổng thống Mỹ sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Và điều này dường như là phù hợp với chiều hướng chính quyền ông Biden vẫn lưỡng lự, chưa ủng hộ quyết định cho phép Kyiv tấn công lãnh thổ Nga. Mặc dù một nhóm các nghị sĩ Mỹ hiếu chiến đang cố gắng để thúc đẩy điều này. Có điều, đây chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và như kênh Raiba nhận định, tình hình hiện tại là không hề đơn giản. Nga càng giành được lợi thế trên chiến trường thì phe chủ nghĩa toàn cầu sẽ càng điên cuồng. Thực tế, cuộc tấn công liều lĩnh của Kyiv vào trạm radar cảnh báo sớm hạt nhân đã tự động biến họ trở thành một đối tượng nằm trong danh sách của học thuyết quân sự Nga, buộc các nhà lãnh đạo Nga phải có một động thái đáp trả. Nếu như không hành động thì Moscow sẽ bị đẩy vào một tình thế còn nguy hiểm hơn. Kyiv sẽ còn sử dụng tên lửa ATACMS hoặc Storm Shadow để tấn công Nga thường xuyên hơn. Do đó, cuộc oanh kích vào Kharkov vào đêm và rạng sáng ngày 26 tháng 5 như chúng tôi đề cập ở trên chính là đòn đáp trả dạo đầu của Nga. Đây có thể nói là một thời điểm leo thang nguy hiểm nhất đối với cuộc xung đột Ukraine từ trước cho tới nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến sắp tới để xem có thể xảy ra bước ngoặt của cuộc chiến hay không. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.